Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều bản tin trước đây, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng từ đầu năm đến nay, chung cư tại Hà Nội tăng nóng một cách phi lý. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ hay các hành vi vi phạm luật kinh doanh bất động sản. Giá nhà chung cư ở Hà Nội đã tăng quý 21 liên tiếp và tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2023. Theo CBRE, giá bán căn hộ mới hiện trung bình là 56 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Trên thị trường thứ cấp, giá bán chung cư chuyển nhượng cũng tăng 17% theo năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Giá chung cư cũ hiện cũng ở ngưỡng hơn 36 triệu đồng một mét vuông. Tình trạng chung cư bị thổi giá, tăng ảo đã được Bản tin Nhà đất và Đầu tư đề cập phân tích trong nhiều số gần đây. Bởi thực tế, đến hết năm 2023, Hà Nội vẫn còn tồn kho khoảng 27.500 căn chung cư. Trong đó, căn hộ trung cao cấp hạng B chiếm 85%, căn hộ sơ cấp hạng C chiếm 9%. Như vậy, nguồn cung đang dư thừa tới vài chục ngàn căn hộ, nghĩa là không thiếu mà chỉ thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội. Nhiều hình ảnh cùng các tư vấn cho việc đầu tư bất động sản lúc này vẫn đang được lan truyền. Tuy nhiên, nó không sôi động như đồn thổi. Số liệu mới nhất Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hà Nội cung cấp cho thấy số hồ sơ đăng ký bất động sản không hề tăng đột biến. Cụ thể, tháng 11 năm 2023, 3.430 hồ sơ. Tháng 12 năm 2023, 3.553 hồ sơ. Tháng 1 năm 2024 là 3.475 hồ sơ. Đến tháng 2 năm 2024 là 1.584 hồ sơ và tháng 3 năm 2024 là 3.434 hồ sơ. Xin được nhắc lại, đây là thống kê về hồ sơ chuyển nhượng bất động sản. Điều này cũng cho thấy chung cư ở Hà Nội đang bị làm giá, thổi giá bất hợp lý từ các nhóm đầu cơ, môi giới để trục lợi. Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, hiện nay phân khúc chung cư đang có dấu hiệu bong bóng. Nếu để giá phân khúc này tiếp tục tăng, thì rất có khả năng vỡ bong bóng vào cuối năm nay, làm cho toàn bộ thị trường rơi vào tình trạng bi quan hơn. Theo văn bản của Bộ Xây dựng, ngày 20 tháng 4 sẽ là thời hạn thành phố Hà Nội báo cáo về công tác kiểm tra chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ hay các hành vi vi phạm luật kinh doanh bất động sản. Lợi dụng việc tăng giá ở thị trường chung cư, đất nền, các khu vực vùng ven đô thị lớn cũng đang được nhiều môi giới quảng cáo tăng giá cao, lượng giao dịch lớn, nhất là các lô đất đã tách thửa. Tuy nhiên, theo số liệu của một đơn vị nghiên cứu thị trường thì so với mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền cùng thời kỳ đỉnh cao là quý 1 năm 2022, lượt tìm mua đất nền quý 1 năm 2024 vẫn giảm 52 điểm phần trăm. Ngay cả khi so sánh với quý 3 năm 2023 vừa qua, tỷ lệ phục hồi của đất nền chỉ vào khoảng 1%. Đáng lưu ý là giá bán nhiều nơi hiện nay được đánh giá ổn định, song giao dịch thành công thấp hơn 20-30% so với thời điểm đỉnh sốt đất trước. Tại thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10-20%. Đây là mức giá tăng nóng trong thời gian ngắn và có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ các nhóm đầu cơ đẩy giá, thổi giá nhằm trục lợi. Do đó, người mua và các nhà đầu tư bất động sản cần tỉnh táo lựa chọn các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý đảm bảo. Thưa quý vị, hiện nay hiện tượng đặt tên trưng biển bằng tiếng nước ngoài đang diễn ra khá phổ biến. Trong bản tin Hà Nội 18 giờ 2 số gần đây, chúng tôi đã phản ánh về vấn đề này. Trong bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đề cập nhưng ở một khía cạnh khác, đó là các dự án bất động sản của Việt Nam nhưng lại có tên bằng tiếng nước ngoài. Có một thực tế như thế này, hơn 70% các dự án bất động sản tại Việt Nam nhưng lại có tên gọi bằng tiếng nước ngoài. Không biết đây có thể gọi là trào lưu xính ngoại hay không, nhưng chỉ biết rằng những cái tên không thuần Việt này đã gây ra khá nhiều bất tiện trong cuộc sống. Tiếng Anh, tiếng Nhật, rồi cả tiếng Pháp. Sống tại thủ đô Hà Nội nhưng khi đọc tên của các tòa chung cư này, nhiều người lại nghĩ rằng đang lạc ở phương trời Tây nào đó. Với những tên gọi xính ngoại như thế này, đôi khi lại mang đến rắc rối cho không ít người. Chào chú ạ, được biết là chú là người dân sinh sống ở khu vực quanh đây, vậy thì cho cháu hỏi là chú có biết cái tòa The Eldorado không ạ? Tôi đang ở cái tòa Eldorado này mà. À vâng ạ. Eldorado 2, còn bên kia là Eldorado 1 của Tân Hồng Minh.
Thế thì một vài lần ấy thì tôi giới thiệu với cái tòa nhà này thì người quen tìm rất khó, không nhớ. Ví dụ bên kia của Tân Hoàng Minh thì toàn những là tên nước ngoài thôi. Mới, bây giờ một vài những địa danh khác, những cái chung cư khác là tên nước ngoài, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng chắc là nó muốn gây ấn tượng. Bạn có biết cái tòa The Eldorado ở đây không ạ? Em lại không biết mấy tòa này tại vì tên nước ngoài em khó tìm nên không biết. Thế bình thường mà mình đi giao hàng ấy, thì gặp phải những cái dự án hoặc là những cái tòa nhà mà có cái tên tiếng nước ngoài ấy, thì nó sẽ có gây khó khăn hay bất tiện gì cho công việc của mình hay không ạ? Rất là khó khăn, em toàn phải gọi cái bảo người ta kết bạn Zalo gửi vị trí rồi. Vâng, như vậy là ngay cả đối với những người giao hàng với công việc của mình là thường xuyên phải di chuyển cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp xúc với những dự án hoặc là các tòa chung cư mà có tên tiếng nước ngoài. Từ đây có thể thấy rằng không phải cứ xính ngoại là tốt. Việc chủ đầu tư đặt tên ngoại quốc cho các dự án bất động sản đang ngày càng phổ biến theo xu hướng chung. Những cái tên được đặt thường có ý nghĩa mô tả đặc điểm, vị trí, dòng sản phẩm, cảnh quan, phong cách thiết kế, đối tượng khách hàng, thậm chí là địa danh nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, khách hàng đang bị hoa mắt bởi hàng trăm dự án có tên gọi na ná nhau, vừa khó đọc vừa khó nhớ. Việc xính ngoại đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn thể hiện sự lai căng trong nhận thức. Ngay cả đối với chúng tôi là người không phải không biết một tí gì, nhưng đôi khi nhìn vào dọc đường phố thấy những tòa chung cư cao ngất nghểu mang những tên lạ hoắc lạ vơ và cũng phải định thần đọc một lúc mới phân biệt được chữ. Chúng ta hãy biểu tỏ một cái thái độ rằng là tên Việt Nam cũng đủ hay, đủ đẹp và cũng nhiều sắc thái, chứ không phải là như thuở nào là toàn những chê cóc, chẫu chuộc, ánh ương cả đâu mà nói rằng nó thô mộc, nó nhà quê. Luật nhà ở năm 2014 và luật nhà ở năm 2023 đều có quy định yêu cầu đặt tên đối với dự án nhà ở tại Việt Nam. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư, thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đặt tên bằng tiếng Việt. Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư có nhu cầu đặt tên dự án, tên các khu vực trong dự án bằng tiếng nước ngoài, thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, tên tiếng nước ngoài sau. Chính phủ cũng phải cần có cái nghị định hướng dẫn cụ thể hơn để làm sao để chặt chẽ được các cái yêu cầu các nhà phát triển dự án phải đặt tên bằng tiếng Việt và có chế tài xử phạt và xử phạt được đối với những cái trường hợp vi phạm tên tiếng thuần Việt, chứ không phải để cho các cái doanh nghiệp sử dụng cái biển tên, tất cả tên trong dự án bằng tiếng Việt, sau đó là tên treo trên biển các cái tòa nhà lại bằng tên tiếng nước ngoài. Không chỉ là trào lưu xính ngoại, việc đặt tên các dự án bất động sản theo tiếng nước ngoài rồi gắn thêm các từ như Diamond, Luxury, Premier được ngầm hiểu là các dự án được cho là cao cấp trên thị trường. Rồi từ đó giá bán lại những dự án này được thổi lên, nhất là trong giai đoạn bất động sản đang có giá ảo như hiện nay. Thưa quý vị, dù đã có nhiều tín hiệu tích cực từ ngành du lịch, nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy lượng tồn kho loại sản phẩm này tăng mạnh, nguồn cung mới giảm. Một số đơn vị kinh doanh lĩnh vực đang bị thua lỗ. Các doanh nghiệp kỳ vọng vướng mắc quy định về cấp sổ đỏ cho một số sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được tháo gỡ sẽ mang niềm tin nhà đầu tư trở lại thị trường. Công ty cổ phần Flamingo Holding Group là ví dụ. Trong báo cáo vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2023, đơn vị này đã giảm lãi gần 41% xuống khoảng 175 tỷ đồng. Đây là đơn vị phát triển một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Đại Lải, Vĩnh Phúc, Cát Bà, Hải Phòng, Thanh Hóa. Xin nói thêm là năm ngoái, Flamingo lãi sau thuế hơn 175 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 480 triệu mỗi ngày. Đến hết năm ngoái, vốn chủ sở hữu của Flamingo ở mức khoảng 2.600 tỷ đồng, giảm gần 25 tỷ đồng so với cuối 2022. Nợ phải trả của công ty là hơn 4.680 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là gần 285 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Capitoland Tower, đơn vị được biết tới với vai trò chủ đầu tư phát triển các dự án tòa nhà, văn phòng, khu thương mại, dịch vụ, khu phức hợp, cũng vừa công bố khoản lỗ sau thuế gần 2.700 tỷ đồng.
Cụ thể, tính đến hết năm 2023, vốn chủ sở hữu của công ty âm 762 tỷ đồng, cuối năm 2022 trên 1.920 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 22 lần, tương ứng tổng dư nợ hơn 16.760 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu gần 12.300 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7 năm 2023, Capitaland Tower đã phát hành cùng lúc 4 lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 12.200 tỷ đồng. Số trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 1% một năm. Bản tin nhà đất và đầu tư sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý liên quan đến bất động sản tại một số tỉnh thành. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu thu trên 35.000 tỷ đồng từ đất đai, chiếm khoảng 10% thu ngân sách địa phương. Đáng chú ý, trong quý 1 năm 2024, thành phố đã thu trên 1.400 tỷ nhờ cấp hơn 1.800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động cho trên 83.000 trường hợp. Dự kiến trong các quý tiếp theo sẽ góp trung bình khoảng 1.100 tỷ đồng mỗi quý. Nhiệm vụ trọng tâm được Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là trong quý 2 này sẽ rà soát nhằm tăng khai thác các nguồn thu từ đất, tạo nguồn lực chi đầu tư trên địa bàn. Trong đó giải pháp chính là sắp xếp, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp theo phương án ưu tiên bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những thông tin trên đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.